Đồng chí Mai Huệ Anh Đài, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Bảo An, các bộ đoàn ưu tú thanh niên tiêu biểu qua 3 năm thực hiện kết luận 01 KL trên TVDUC của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là thành quả ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của bản thân chị qua nhiều năm gắn bó với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đoàn phường Bảo An. Với tinh thần nhiệt huyết, sự năng động của tuổi trẻ, ngay từ khi còn là bí thư chi đoàn của khu phố, chị Đài đã thể hiện rõ năng lực của một cán bộ đoàn ưu tú, luôn đi đầu trong mọi hoạt động, mọi phong trào do đoàn cấp trên phát động. Nhiều năm gắn bó với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương, chị nghiệm ra rằng đoàn muốn củng cố và phát triển thì phải liên hệ rộng rãi với các tầng lớp thanh niên, phải quan tâm đến đời sống, công tác học tập của thanh niên, đồng thời phải tuyên truyền giáo dục để mỗi đoàn viên gương mẫu giữ vững đạo đức cách mạng, xung phong trong mọi công tác. Chị xác định công tác giáo dục truyền thống về đảng, đoàn, quê hương, đất nước, giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa và nhân cách sống cho thế hệ trẻ là vấn đề trọng tâm để nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong cuộc sống cộng đồng. Bản thân chị là tấm gương về rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống trong sạch giản dị, đường đồng nghiệp thương yêu và lãnh đạo địa phương tin tưởng. Với sự phấn đấu không ngừng nghỉ, vượt khó, là đồng chí Mai Huệ Anh Đài luôn nhiệt huyết, giàu lòng nhân ái, tận tụy trong công việc, hết lòng, không ngại khó, sống tiết kiệm, giản dị, không xa hoa, lãng phí, gần gũi, thân thiện, luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mọi người xung quanh, học tập được phong cách quần chúng, dân chủ của bác trong cuộc sống cũng như là trong công việc, tích cực tham gia trong cái công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể, luôn gương mẫu đi đầu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao, và qua đó đã thể hiện được cái vai trò là thủ lĩnh của thanh niên và có những cái đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của địa phương Bảo An. Thấm nhuần lời dạy của bác, đoàn thanh niên là cánh tay đắc lực và đội hậu bị của đảng, là người phụ trách dìu dắt các cháu nhi đồng. Chị Đài luôn xem công tác xây dựng tổ chức đoàn tham gia xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, nỗ lực hết mình sao cho sự lớn mạnh của từng chi đoàn cơ sở. Bởi theo chị, đoàn cơ sở là cái gốc của phường đoàn, là phong trào của đoàn địa phương chỉ tồn tại và phát triển khi có sự đồng tình góp sức của từng đoàn viên. Để có được sự ủng hộ đó, chị đã phải trải qua khoảng thời gian khá dài bên bị vận động thanh niên địa phương đến sinh hoạt với các chi đoàn, rồi từ đó bồi dưỡng giúp họ trở thành những đoàn viên ưu tú, phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của đảng. Một trong những nội dung quan trọng trong mỗi buổi sinh hoạt của đoàn phường là nghe 6 bài lý luận chính trị của đoàn, nghe tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, đặc biệt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt tại đoàn phường không chỉ là người gương mẫu trong việc chấp hành mà còn là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn. Chị thường xuyên đưa các em học sinh, đoàn viên thanh niên đến các địa chỉ đỏ trên địa bàn tham gia vệ sinh, ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tổ chức thắp nến tri ân, thăm tặng quà các gia đình chính sách, giới thiệu việc làm cho thanh niên trên địa bàn, đặc biệt là công nhân xuất ngũ, nhận hỗ trợ giúp đỡ cảm hóa năm thanh niên hoàn lương, hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, vay vốn phát triển kinh tế. Là người giữ vai trò tiếp lửa cho các hoạt động phong trào của đoàn tại địa phương, chị Mai Huệ Anh Đài luôn hóa thân ở nhiều vị trí khác nhau. Có lúc chị là một thủ lĩnh khá nghiêm khắc trong công việc, song cũng có lúc chị là người chị, là người bạn thân thiết của mỗi đoàn viên thanh niên, sát cánh và chia sẻ những khó khăn của anh chị em, an ủi động viên khi anh em vấp ngã, sẵn sàng hỗ trợ các chi đoàn ở cơ sở yêu cầu. Có lẽ đó cũng là phương pháp giúp chị triển khai các hoạt động phong trào của đoàn một cách hiệu quả, thu hút ngày càng đông đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động phong trào tình nguyện về cuộc sống cộng đồng, nhất là việc chăm lo cho các gia đình chính sách và cháu thiếu nhi, những mầm xanh tương lai của đất nước. Tổ chức 4 chuyến hành trình về nguồn vì đàn em thân yêu, tặng 696 xuất quà trị giá 73 triệu đồng cho các em dân tộc thiểu số vùng khó khăn, vận động hỗ trợ các em học sinh, hộ gia đình khó khăn trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát với tổng trị giá 156 triệu đồng, tặng 55 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên khích lệ các em tiếp bước đến trường, vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến 46 đơn vị máu, bản thân đồng chí đã hiến máu 6 lần, tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường tại các điểm đen trên địa bàn, bóc tách rau vặt trên các tuyến đường, trồng chăm sóc 42 cây xanh, vận động mạnh thường quân làm 2 khu vui chơi thiếu nhi, 2 hệ thống chiếu sáng, 1 bê tông hóa tuyến đường thanh niên tự quản, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan trên địa bàn phường sáng xanh sạch đẹp vì cuộc sống cộng đồng.
trong cái công cuộc chuyển đổi số thì thời gian tiếp theo thì đoàn phường sẽ thực hiện nhiều cái công trình thanh niên quét mã QR trên các cái di tích lịch sử trên địa bàn, đồng thời giáo dục cái truyền thống hào hùng cho các cái thanh niên học sinh để biết về cái truyền thống của dân tộc ta. Với cái đợt kỷ niệm sinh nhật Bác 19 tháng 5 thì đoàn phường sẽ phát động cái phong trào văn hóa văn nghệ để đời đời nhớ ơn Bác. Bên cạnh đó thì đoàn phường sẽ có nhiều cái mô hình hay hơn nữa nhằm đóng góp xây dựng phường Bảo An ngày càng phát triển vững mạnh. Tuy mỗi việc làm của chị Đào nói riêng, đoàn phường Bảo An nói chung không phải là những thành tích lớn lao, nhưng đã thể hiện tinh thần vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên thanh niên để mỗi thanh niên trên địa bàn phường Bảo An có ý thức trách nhiệm hơn với quê hương đất nước mà chính chị Đào là một tấm gương điển hình.